là thị trường Forex luôn là cái thị trường hot nhất trong tất cả những cái lĩnh vực đầu tư. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, dù có bất động sản coi hay bất kỳ một kênh đầu tư nào, thì Forex vẫn là một kênh đầu tư hot nhất. Và lý do gì Forex là một kênh đầu tư hot nhất? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những cái thông tin để anh chị mới cũng như những anh chị cũ có thêm những cái kiến thức về thị trường Forex, và chúng ta hiểu hơn được về Forex là gì, và hiểu hơn được cái thị trường chúng ta đang đầu tư, đang giao dịch với nhau, đúng không ạ? Vậy thì lý do làm sao chúng ta lại nên chọn thị trường Forex? Các anh chị có thể comment cái ý kiến của mình là lý do làm sao các anh chị đang đầu tư trên thị trường Forex được không ạ? Chào Như Huỳnh. Có một bạn comment là tiền nhiều quá anh ơi. Vâng, chính xác là như vậy các anh chị. Forex là một cái thị trường về ngoại hối, về tiền, về giao dịch các cục tiền với nhau. Một trong những lý do mà hầu hết tất cả mọi người đều chọn cái kênh đầu tư Forex đó là về tiền. Đúng mà, cũng giống như khi chúng ta muốn có thật nhiều cá thì chúng ta phải đến nơi có nhiều cá. Chúng ta muốn có nhiều tiền thì chúng ta phải đến nơi có nhiều tiền, đúng không ạ? Và lý do đầu tiên thì FOMO vẫn chọn ưu tiên nó là về thị trường, nó liên quan đến tiền. Có nghĩa là thị trường Forex là liên quan tới tiền và tiền. Nên khi chúng ta muốn chúng ta thành công hơn, chúng ta muốn có lợi nhuận hơn, chúng ta muốn có nhiều 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 tiền hơn thì chúng ta phải đến nơi có nhiều tiền. Đó, một trong những thị trường lớn nhất hiện nay đó là thị trường về về Forex. Cái lý do thứ hai đó là về vốn hóa lớn. Vốn hóa lớn theo thống kê của ngân hàng thì đến năm 2016 thì mỗi một ngày trên thị trường Forex có hơn 5.300 tỷ đô la giao dịch mỗi ngày. Thì các anh chị thấy hơn 5.300 tỷ thì đây là một con số cực kỳ khủng, nó lớn hơn rất nhiều so với thị trường coin hiện tại có vài trăm tỷ một ngày. Thì các anh chị có thể nhớ rằng cách đây cuối cuối trước khi khoảng tháng 7 tháng 8 năm 2018 thì thị trường coin vẫn là một thị trường rất là hot, đúng không ạ? Giữa năm 2018 thị trường coin nó có số vốn giao dịch mỗi ngày nó khoảng gần 300-400 tỷ mỗi ngày. Nhưng với thị trường Forex thì các anh chị thấy một ngày chúng ta đang giao dịch với hơn 5.300 tỷ mỗi ngày. Một trong những lý do tiếp theo đó là về vấn đề thanh khoản. Thị trường Forex luôn cho chúng ta có những cái thanh khoản cực kỳ nhanh và cực kỳ ngắn gọn lẹ. Nó không giống như là những kênh đầu tư như chứng khoán. Thì các anh chị thấy chứng khoán, riêng chứng khoán trong nước thì các anh chị thấy khi chúng ta muốn có một cái lệnh rút ra chúng ta phải có khớp lệnh giao dịch, đúng không ạ? Hoặc là khi nhà bên những cái công ty chứng khoán họ họ trả lợi nhuận ra cho những nhà đầu tư thì thường cuối năm sau khi báo cáo thuế thì báo cáo thu chi chúng ta sẽ có những cái về họ có thể chi trả cho chúng ta về tiền mặt hoặc là đa phần họ sẽ trả cho chúng ta về cổ tức. Đối với thị trường Forex ngoại hối thì chúng ta thấy hầu hết nó vì thanh khoản rất nhanh. Một cái phần trong cái thanh khoản rất nhanh đó là về chi phí thấp, có nghĩa là chúng ta bị mất rất là một cái phí thấp so với tất cả những cái thị trường đầu tư khác, cũng như FOMO nói là về kênh đầu tư ngoại hối bất động sản chúng ta mất phí nó cao hơn phí chi phí cho thị trường Forex. Nó là một chi phí hầu như mỗi một broker mỗi sàn có một cái phí cố định với nhau và nó cực kỳ thấp. Và cái thời gian hoạt động của thị trường Forex hầu như là 24 trên 24. Các anh chị thấy khi chúng ta đang nói chuyện với nhau thì thị trường và giá trên thị trường Forex nó vẫn giao dịch liên tục, kể cả khi chúng ta ngủ, khi chúng ta làm những cái việc như chúng ta giao tiếp hàng ngày thì mỗi một giây trôi qua thì giá thị trường Forex vẫn biến động liên tục. Và hầu như nó giao dịch với nhau nó biến động 24 trên 24.
Và một điều nữa là nó khớp lệnh nhanh chóng. Thì các anh chị thấy sau những cái phiên giao dịch của thị trường Forex thì chúng ta có thể là chúng ta chốt được lợi nhuận và chúng ta có thể rút ngay lập tức lợi nhuận về nếu như chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta có thể dùng số tiền đó chúng ta tái đầu tư lại và chúng ta giao dịch tiếp theo các phiên giao dịch tiếp theo. Một trong những cái lý do mà thị trường Forex là một những kênh đầu tư hot nhất hiện tại là về lực đòn bẩy. Lực đòn bẩy thì nó cho phép nhà đầu tư chúng ta có thể sử dụng cái số vốn đầu tư của chúng ta ít, nhưng chúng ta có thể sử dụng lực đòn bẩy trên thị trường Forex. Một số sàn thì lực đòn bẩy của họ là 1.500 hoặc là 1.1000. Nói một cách đơn giản dễ hiểu là khi chúng ta dùng cái lực đòn bẩy 1.1000, chúng ta có 1 đô trong tài khoản nhưng chúng ta có thể giao dịch tới 1.000 đô trên thị trường. Và với 1.000 đô thì các anh chị thấy khi tài khoản gấp 1.000 lần, các anh chị có thể giao dịch tới 1.000.000 đô trên thị trường. Và đây là một trong những cái lực đòn bẩy cực kỳ khủng khiếp để giúp cho nhà đầu tư chúng ta có được cái lợi nhuận nhiều hơn trên thị trường, và nó giúp cho những cái nhà đầu tư chúng ta có ít vốn, chúng ta có số vốn hạn chế, chúng ta vẫn có thể tham gia trên thị trường Forex được. Lý do tiếp theo, lý do thứ năm Phan Bố muốn chia sẻ là về trend và xu hướng. Các anh chị thấy tất cả những cái loại hình đầu tư từ bất động sản, marketing, về chứng khoán và cũng như là Forex, tất cả những xu hướng thị trường đều đi theo chu kỳ là hình sin, đúng không ạ? Và các anh chị thấy khi khi trong những cái bất động sản, ví dụ chúng ta đang đầu tư bất động sản và khi bất động sản tăng giá, đúng không ạ, thì tất cả nhà đầu tư đều đều rất là vui mừng. Nhưng mà khi ngược lại, bất động sản chúng ta đang có một cái gọi là giảm giá và nhiều nhà đầu tư muốn rút một cái lợi nhuận ra, muốn cắt lỗ thì họ rất là khó, tại vì lúc đó khi giá nhà đồng loạt giảm, bong bóng xà phòng mà bất động sản vỡ thì hầu như chúng ta rất là khó thanh khoản lại, khó bán lại cái dự án bất động sản của mình. Nhưng đối với thị trường Forex thì các anh chị có thể sử dụng nó theo trend, có nghĩa là khi xu hướng giá một cặp tiền nào đó nó tăng thì các anh chị có thể đi theo xu hướng tăng, hoặc là khi giá một cặp tiền nó giảm, các anh chị vẫn có thể đi theo xu hướng giảm đó để chúng ta có một cái lợi nhuận tốt hơn. Và đối đối với thị trường Forex thì thường thì nó sẽ có cái xu hướng trend buy hoặc là trend sell để các anh chị chúng ta có thể linh động hơn trong cái vấn đề giao dịch chúng ta, để chúng ta có lợi nhuận tốt hơn. Và trend thì chúng ta có thể buy thua bình, nghĩa là khi giá mở cửa ra chúng ta có thể vào một lệnh buy theo xu hướng thị trường, hoặc là sell thua bình, các anh chị có thể vào một lệnh sell khi giá giá cây nến, giá thị trường tiếp theo vừa mở cửa, thì các anh chị có thể chọn buy hoặc sell để các chị tiếp tục đi theo cái xu hướng thị trường để chúng ta có cái lợi nhuận tốt nhất. Lý do thứ sáu nó về đa dạng hóa. Đa dạng hóa có nghĩa là đối với thị trường Forex thì nó tổng hợp rất là nhiều các cặp tiền chính và thứ chính. Bên cạnh đó thì có những cái cặp khác, giao dịch khác về hàng hóa, như các chị thấy vàng, dầu, kim cương, và những cái một số broker hiện tại thì đang có một các cái về cái coin, về cái đồng điện tử, đồng mã hóa. Thì các anh chị thấy với một cái giao dịch broker như vậy thì các anh chị có thể tùy chọn cho mình một cái thị trường giao dịch nào đó chúng ta muốn. Chúng ta có thể chọn thị trường giao dịch với đồng đô la, đồng 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 yên, đồng franc thụy sĩ, chúng ta có thể chọn vàng, dầu, chọn kim cương, hoặc là chúng ta có thể chọn cryptocurrency nếu như chúng ta muốn giao dịch. Nên chúng ta thấy với thị trường Forex thì hầu như nó đa dạng hóa sản phẩm, và đây cũng là một cái lý do mà chúng ta đến một nơi chúng ta có thể giao dịch tất cả những thứ mà chúng ta mong muốn, những thứ mà đầu tư có lợi nhất trên thị trường hiện tại chúng ta có thể chọn tại một nơi, đó là thị trường về Forex, nên nó gọi là đa dạng hóa. Một lý do tiếp theo, lý do thứ bảy, đó là chúng ta không cần phải có người trung gian. Cũng giống như khi các anh chị giao dịch với thị trường chứng khoán Việt Nam, khi anh chị phải đến cái sàn chứng khoán, các anh chị phải có một cái môi giới, các anh chị phải thông qua họ để các anh chị đặt lệnh, và khi các anh chị muốn rút lệnh, chúng ta muốn cắt lệnh, hủy lệnh, chốt lệnh thì chúng ta phải cần có một cái người gọi là dealer chúng ta chốt lệnh như vậy. Đối với thị trường Forex thì nó khác, các anh chị là người chủ động hoàn toàn, các anh chị có thể
quyết định là bản thân chúng ta sẽ có nên vào cái phiên dịch tiếp theo này không, hay là chúng ta chọn một thị trường khác, chúng ta chọn một cái hàng hóa khác, hoặc là chúng ta chốt lợi nhuận, thì chúng ta có thể tự tự do quyết định tất cả mọi cái quyết định đầu tư của mình trên thị trường Forex và không cần người trung gian giới thiệu. Và lý do thứ tám đó là không có quy mô giao dịch cố định. Có nghĩa là đối với thị trường Forex, với lực đòn bẩy thì chúng ta có thể vào mỗi phiên chúng ta có thể vào những cái lệnh giao dịch khác nhau. Có thể là phiên này chúng ta thấy thị trường đẹp, có tín hiệu tốt, chúng ta có thể giao dịch với khối lượng giao dịch nó lớn hơn. Nhưng mà phiên tiếp theo, khi hết kết thúc phiên, chúng ta có thể thấy khi thị trường có những biến động xấu thì các anh chị có thể quyết định cho mình, chúng ta có nên giao dịch với nó hay không, hoặc là chúng ta quyết định là chúng ta giao dịch với số lượng, khối lượng giao dịch nó nhỏ hơn rất là nhiều lần, và nó không có một cái quy mô giao dịch cố định. Đối với thị trường Forex, theo bản thân FOMO thì FOMO thấy hầu hầu như nó sẽ có ba dạng nhà đầu tư. Nhà đầu tư thứ nhất là dạng nhà đầu tư chúng ta chọn một cái gọi là an toàn. Là khi các anh chị thấy đối với thị trường Forex cũng giống như là một cái biển, chúng ta có rất là nhiều cá, đúng không ạ? Và khi biển lặng thì tất nhiên là cá nó không nhiều. Và khi thị trường có những cái biến động thì lúc đó là nhiều nhà đầu tư họ giao dịch và có nhiều cái phiên giao dịch liên tục sôi động như vậy, thì cũng giống như biển bắt đầu động và có rất nhiều cá. Khi có rất nhiều cá thì sẽ có nhà đầu tư an toàn, họ nói ok, tôi thấy có nhiều cá đó nhưng mà biển động quá, và họ họ muốn họ thấy cảm thấy không an toàn khi họ ra khơi, họ có thể neo thuyền lại, họ không ra khơi. Nhưng một dạng nhà đầu tư khác, biển động cá rất là nhiều, tôi rất là thích, đó đây là một cái dạng nhà đầu tư về thích mạo hiểm, họ có thể quyết định là dùng thuyền của mình ra thẳng cái biển đó để chúng ta có thể giao dịch những cái phiên giao dịch nó nhanh hơn, nó nhiều cá hơn, nó nhiều lợi nhuận hơn. Và khi thị trường nó sôi động như vậy thì cái lợi nhuận của họ được chốt lợi nhuận nó nhanh hơn rất là nhiều. Còn một dạng nhà đầu tư nữa thì họ không dám ra thẳng ra khơi như cái dạng nhà đầu tư mạo hiểm, nhưng khi họ đứng ở trong bờ, các anh chị, họ thấy những nhà đầu tư mạo hiểm họ ra khơi, họ đánh cá, họ có rất là nhiều lợi nhuận, họ cũng rất là khó chịu, họ cũng muốn có được như vậy, và họ sẽ quyết định ra khơi giống như cái nhà đầu tư mạo hiểm kia. Nhưng các anh chị, họ sẽ đi một cái biển ít động hơn, nghĩa là họ đi cái biển gần đó, có nghĩa là nó vẫn có cá nhưng nó không có biến động nhiều như thị trường, như cái biển nó đang biến động nhiều cá kia. Có nghĩa là khi các anh chị thấy, khi ví dụ như một cái đồng đô nó biến động như thị trường thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những cái nền quốc gia, những nền kinh tế khác nhau, và nó sẽ tùy tùy từng nước, tùy từng cặp tiền, nó sẽ có biến động giữa đô với những cái cặp tiền đó khác nhau. Và khi các anh chị thấy có thể thị trường này cặp đô nó biến động rất nhanh giống như là biển động đầy cá, đúng không ạ? Nhưng mà có thể thị trường khác cũng một đồng đô đó nhưng nó biến động nó ít hơn, bớt nhanh hơn, và đối với thị trường như vậy thì nó phù hợp với dạng nhà đầu tư thứ ba nhiều hơn, đúng không ạ? Thì các anh chị thấy bản thân mình là phù hợp với dạng nhà đầu tư nào ạ? Một, hai hay ba các anh chị? Các chị nào có thể comment cho Pomo biết là chúng ta đang phù hợp với dạng nhà đầu tư nào không các anh chị ơi? Lý do tiếp theo là trên thị trường Forex là phí giao dịch nó cực kỳ thấp và nó không có một cái rào cản tại cái nơi bắt đầu. Là nó không bắt buộc là chúng ta phải cần có một cái điều kiện gì chúng ta có thể cần để chúng ta có thể giao dịch trên thị trường. Nó không có rào cản, chúng ta có thể tự quản lý hết. Và một trong những cái ưu điểm mạnh của thị trường Forex là hầu như tất cả các anh chị đều chủ động trong cái việc quản lý tài khoản của mình. Các anh chị không cần phải đưa một số tiền của mình cho một người nào đó lạ, hoặc chúng ta không phải cần nhờ một người nào đó. Hoàn toàn chúng ta chủ động trong việc tài khoản của mình, chúng ta tự tạo tài khoản, chúng ta có thể tự nạp, chúng ta có thể tự rút chính tài khoản của mình. Và khi đầu tư với một kênh đầu tư mà chúng ta chủ động hoàn toàn mọi thứ như vậy thì nó sẽ tạo một cái tâm lý rất là thoải mái, yên tâm, và nó rất là vui khi chúng ta quản lý được tất cả những nguồn vốn của mình. Chúng ta biết chúng ta vốn chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì với số vốn của mình thì nó sẽ hoàn toàn yên tâm hơn, và chúng ta không cần bất kỳ một cái người nào đó hoặc là
ai đó có thể để cần nhờ sử dụng để rút cái số tiền của mình như vậy. Lý do thứ 10 thì đối với thị trường Forex là một những trong những thị trường mà nó có nhiều tài liệu ở mọi nơi, đúng không ạ? Các anh chị có thể lên trên mạng internet, các anh chị có thể lên trên Google, các anh chị search Forex là gì, kiến thức về Forex, nến, tín hiệu, cản, trend, xu hướng, đúng không ạ? Có rất là nhiều thứ để các anh chị có thể học, hoặc là các anh chị có thể search trên YouTube, có rất nhiều anh chị nhà đầu tư họ chia sẻ những lại những cái phương pháp của họ, những cách quản lý vốn của họ, những cái phương pháp giao dịch của họ, hoặc là những kinh nghiệm của họ trên thị trường, thì các anh chị có thể tìm học và có thể liên hệ với những cái người họ chia sẻ những thông tin như vậy để các anh chị có thể giao lưu học hỏi hơn, chúng ta có thể tích lũy được những cái kinh nghiệm tốt hơn cho bản thân mình. Và Phạm Mô thấy đây là một cái điều tín hiệu cực kỳ tốt với một cái thị trường mà hầu như tất cả chúng ta đều có thể có những cái kiến thức trên thị trường, thì đây là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Và cái lý do thứ 11 các anh chị mà quan trọng rằng tất cả đều là miễn phí. Miễn phí ở đây có nghĩa là gì ạ? Miễn phí ở đây có nghĩa rằng các anh chị bắt đầu tạo tài khoản hầu như miễn phí, đúng không ạ? Các anh chị bắt đầu nạp nạp tiền chúng ta giao dịch cũng hầu như miễn phí. Các anh chị rút tiền cũng hầu như là miễn phí, đúng không ạ? Một số cái ví thanh khoản quốc tế bắt họ yêu cầu một số đoạn phí khi chúng ta rút lợi nhuận, nhưng hầu như nó không đáng kể. Và miễn phí đây là chúng ta đang có cả những cái tài khoản trial, tài khoản demo để các anh chị có thể thực tập như một tài khoản live trên thị trường thực, để các anh chị có những kỹ năng tốt hơn, các anh chị có những kinh nghiệm tốt hơn trước khi các anh chị dấn thân vào cái tài khoản live của mình. Các anh chị action thực sự thì anh chị có thể tạo một cái tài khoản trial để các anh chị miễn phí thực tập, đúng không ạ? Và miễn phí đây nó là cái gì nữa chị, cũng như Famo chia sẻ lúc nãy, nó có nhiều tài liệu các anh chị có thể tìm, các anh chị có thể học, các anh chị có thể share download về, hầu như tất cả đều là miễn phí như vậy. Thì còn rất là nhiều lý do để các chị có thể, đây là tại sao nó là một cái kênh đầu tư cực kỳ hot trên thị trường hiện nay và cũng như trong tương lai. Thì đây là một 11 cái lý do mà hầu như tất cả những cái nhà trader, những cái broker họ đều đưa ra. Đây là những cái lý do mà khiến cho thị trường Forex nó có những cái kết quả nhiều nhà đầu tư họ quan tâm hơn và vẫn là một kênh đầu tư có lợi nhuận nhiều nhất. Vậy thì chúng ta sẽ nói tới Forex. Forex là gì ạ? FOMO nhận thấy một điều rằng có rất là nhiều nhà đầu tư khi họ đầu tư trên thị trường, họ vẫn tự nói bản thân mình, tôi đang là một nhà đầu tư về Forex, tôi đang là một nhà giao dịch Forex. Thế nhưng khi hỏi, thế anh có biết Forex là gì? Thì hầu như rất nhiều các bạn họ trả lời một cách rất là hạn chế thông tin, ở Forex là ngoại hối, hoặc là Forex là giao dịch về tiền. Thế nhưng nó thực sự nó là cái gì? Thì FOMO muốn mời tất cả các anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau xem một cái đoạn clip ngắn. Đây là một cái đoạn clip mà FOMO sưu tầm được ở trên internet cũng rất là lâu rồi, và có post trên cái kênh YouTube riêng của mình. Xin mời tất cả các chị chúng ta cùng nhau xem cái đoạn clip nói để chúng ta có thể hiểu rõ hơn Forex là gì, để chúng ta có thể tăng thêm cái lượng kiến thức cho bản thân mình về thị trường ngoại hối, về thị trường đầy tuyệt vời này. Xin mời tất cả các anh chị. Thị trường giao dịch ngoại hối hay còn được biết đến với tên thị trường Forex, thị trường trao đổi tiền tệ hay Spot Forex là thị trường giao dịch tiền tệ lớn nhất thế giới với số lượng tiền giao dịch hàng ngày lên tới 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn khoảng 80 lần so với lượng tiền trên sàn chứng khoán New York. Trong thị trường này, tầm nhìn đóng vai trò rất quan trọng. Thị trường càng lớn, lượng tiền lưu thông sẽ gia tăng. Với một tầm nhìn tốt, bạn sẽ có cơ hội kinh doanh tốt hơn. Bên cạnh đó, vì Forex là thị trường có lượng lưu thông tiền lên đến hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, nên không có một công ty hoặc tổ chức nào có khả năng thao túng thị trường này. Một vài lợi ích mà thị trường Forex mang lại cho bạn bao gồm: giao dịch không phải trả phí, thực hiện giao dịch liên tục trong vòng 24 giờ, tự chọn thời gian giao dịch, thực hiện giao dịch sinh lãi cả khi thị trường lên hoặc xuống điểm, giao dịch chất lượng tốt và nhanh chóng, đặc biệt là tỷ lệ đòn bẩy kinh tế cao.
Giao dịch tiền tệ Forex xuất hiện từ thời kỳ bắt đầu có thương mại và các rào cản thương mại. Sở dĩ cho đến gần đây, các bạn mới biết đến thị trường Forex là bởi vì trước đây, Forex chỉ được thực hiện giữa một số nhà tài phiệt, các tập đoàn lớn và các ngân hàng. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và sự hỗ trợ của Internet, mọi sự đã thay đổi. Các nhà kinh doanh cá nhân như bạn có thể dễ dàng tạo một tài khoản giao dịch chỉ trong vòng vài phút và bắt đầu kinh doanh bằng tài khoản đó. Mọi người thuộc mọi tầng lớp đều có thể kinh doanh Forex, từ nhân viên văn phòng, công nhân, người nội trợ, thậm chí cả sinh viên. Giao dịch có thể đến với mọi người. Những ai đã từng đi nước ngoài đều đã quen với khái niệm Forex ở một phạm vi nhỏ nhất. Đó là khi bạn quy đổi một đồng tiền của quốc gia mình sang một ngoại tệ ở nơi bạn đến. Tại sân bay, các cửa hàng nhỏ hay các ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ mua và bán ngoại tệ này cho bạn. Lấy một ví dụ, khi bạn đi du lịch từ Hoa Kỳ sang Thụy Sĩ, bạn sẽ phải đổi từ đô la sang đồng franc của Thụy Sĩ. Bạn sẽ cần phải tìm hiểu tỷ giá chuyển đổi giữa đồng đô la và franc. Trong đó sẽ có hai tỷ giá mua và giá bán. Giá mua là giá bạn bán đồng tiền mình có cho ngân hàng, giá bán là khi bạn mua đồng tiền mình cần từ ngân hàng. Tỷ giá hiện tại cho đô la trên franc là 1.1571. Đồng đô la là đồng tiền ít giá, đồng franc là đồng tiền định giá. Điều này có nghĩa là một đồng đô la tương đương với 1.1571 đồng franc. Cũng có nghĩa là đồng đô la là đồng tiền mạnh hơn đồng franc bởi một đô la đổi được nhiều hơn một franc. Trong ví dụ này, 1.1571, con số tỷ giá gồm 5 chữ số, số cuối cùng là số pip, tương đương 1/100 của 1 xu. Khi tăng thêm 10 pip, sẽ khiến tỷ giá đô la trên franc tăng lên 1.1581. Tương tự, khi tăng pip thêm 100, chỉ số sẽ tăng đến 1.1671. Khi tỷ giá hiện tại là 1.1571, bạn dự đoán rằng tỷ giá sẽ tăng lên 1.1671. Một đồng đô la có khả năng mua nhiều hơn một franc, bạn sẽ đưa ra quyết định mua đô la và bán franc. Điều ngược lại cũng xảy ra khi tỷ giá giảm xuống, bạn sẽ bán đô la và mua franc. Như đã đề cập trước đó, chúng ta đều biết rằng có một tỷ lệ đòn bẩy kinh tế tốt là một lợi thế trong giao dịch kinh doanh Forex. Tuy nhiên, khi chúng ta nâng tỷ lệ đòn bẩy lên 400/1, điều này sẽ làm gia tăng không chỉ cơ hội mở rộng lợi nhuận, mà đồng thời sẽ nhân đôi tỷ lệ rủi ro kinh doanh. Tỷ lệ đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát được lượng tiền sẽ sinh ra sau khi giao dịch với lượng vốn nhất định. Ví dụ, bạn có 100 đô la và quyết định đầu tư bằng tỷ lệ đòn bẩy 100/1. Bạn sẽ có khả năng thu về một khoản tiền gấp 100 lần, tương đương với 10.000 đô la. Tuy nhiên, khi tăng tỷ lệ đòn bẩy lên 200/1, bạn sẽ vẫn có khả năng thu về 10.000 đô la chỉ với 50 đô vốn bỏ ra. Khi tiến hành giao dịch, bạn cần cân nhắc đến số tiền vốn bạn có thể chi cũng như lượng tiền thu về qua giao dịch. Giờ đây chúng tôi sẽ tiếp tục nói về thị trường Forex. Trước hết, hãy xét đến ý tưởng kinh doanh và xu hướng cho các ý tưởng. Theo như phân tích của chúng tôi, khi thị trường chứng khoán của Mỹ sụt giảm, các nhà đầu tư có xu hướng rút các khoản đầu tư ra khỏi nước Mỹ và đầu tư vào nơi họ thấy có nhiều tiềm năng hơn, ví dụ như châu Âu. Cơ hội mở ra cho tất cả các bạn, những cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn, trung và dài hạn. Không phân biệt và phụ thuộc vào ngành nghề, trình độ chuyên môn cũng như khả năng về tài chính. Chương trình Mỗi Ngày Một Cuốn Sách hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn cuốn sách có tiêu đề Thị trường Ngoại hối do Nhà xuất bản Kinh tế Quốc dân và Thái Hà Books vừa ấn hành. Đây là một trong những cuốn sách kinh tế chắc chắn sẽ khiến bạn đọc cảm thấy rất thú vị, bởi thị trường ngoại hối thực tế thì vẫn là một lĩnh vực đầu tư khá xa lạ đối với hầu hết những nhà đầu tư cá nhân. Và khi gấp cuốn sách này lại, nhiều người hẳn sẽ không khỏi tự đặt câu hỏi vì sao mà nhiều năm qua mình lại bỏ qua một thị trường, một lĩnh vực kinh doanh đầu tư tuyệt vời đến như vậy. Việc kinh doanh ngoại hối trên một thị trường toàn cầu với các nhà đầu tư đến từ hầu khắp các quốc gia trên thế giới thực tế đã có từ vài thập kỷ nay. Ở Việt Nam, việc kinh doanh ngoại hối thu lợi từ những khoản chênh lệch do tỷ giá lên xuống giữa các ngoại tệ mạnh cũng đã được tiến hành bởi những chuyên gia kinh doanh tài chính của các ngân hàng từ hơn một thập kỷ qua. Thị trường ngoại hối của F. Ponzi, một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ, sẽ cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về thị trường hấp dẫn, mở cửa 24/24 giờ và gần như không có giới hạn về số lượng giao dịch này. Ed sẽ kể cho bạn đọc câu chuyện của mình từ lúc tác giả còn là một nhân viên kinh doanh kiêm nhà đầu tư chứng khoán ở khu phố Wall Street. Tại đây, Ed đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và cả mánh khóe đầu tư. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra rằng
thị trường chứng khoán có quá nhiều hạn chế. Việc mua và bán cổ phiếu hoàn toàn không được như mong muốn của các nhà đầu tư. Khi giá cổ phiếu lên, bạn muốn bán tất, nhưng chưa chắc bạn đã bán được. Khi giá xuống, bạn muốn cắt lỗ, bạn cũng chưa chắc đã bán được hết. Và chuyện mua vào cũng như vậy. Thị trường ngoại hối thì không như vậy. Bạn có thể mua gần như không giới hạn và có thể bán ngay tất cả những gì bạn có nếu cảm thấy giá đang xuống. Đó là một thị trường toàn cầu và bạn có thể kinh doanh ở bất kỳ đâu. Nó như một trò chơi và trong đó bằng sự nhạy cảm và kinh nghiệm của mình, bạn có thể phán đoán những xu hướng của thị trường để từ đó thử xem mình là nhà đầu tư kinh doanh giỏi hay chỉ trông chờ vào vận may. Những phân tích kỹ lưỡng với rất nhiều câu chuyện thú vị, rất nhiều kinh nghiệm phong phú của một chuyên gia đam mê và có thâm niên trên thị trường ngoại hối thực sự sẽ khiến bạn đọc phải ngỡ ngàng, rồi tự hỏi vì sao cho đến giờ mình vẫn chưa thử sức trên một thị trường tuyệt vời như vậy. Vâng, các anh chị, đây là hai cái đoạn clip mà FOMO sưu tầm được ở trên mạng. Cái đoạn đầu tiên thì các anh chị thấy chúng ta có những cái phân tích của những chuyên gia nước ngoài về thị trường ngoại hối là gì. Hầu hết chúng ta đều tiếp cận với ngoại hối. Điển hình nhất là khi chúng ta đi du lịch, các anh chị ạ. Các anh chị, khi chúng ta đi du lịch, chúng ta thường đổi những cái tiền về như là Việt Nam đồng. Ví dụ chúng ta đi du lịch sang Singapore thì chúng ta thường đổi tiền Việt Nam đồng sang đồng đô Sing để chúng ta có thể chi tiêu khi chúng ta ở bên Sing. Và ngược lại như vậy, các anh chị, khi chúng ta ở từ bên Sing về và lần này chúng ta đổi lại từ tiền Sing sang tiền Việt, lúc này nó sẽ có hai trường hợp xảy ra, các anh chị. Cái trường hợp đầu tiên là khi các anh chị đổi lại như vậy từ đô Sing sang đô Việt thì Việt Nam đồng, thì các anh chị lời hơn, có lợi hơn, lợi nhuận có lợi hơn so với khi chúng ta đổi từ đô Việt, Việt Nam đồng sang Sing. Và trường hợp thứ hai thì các anh chị, khi anh chị đổi lên như vậy thì chúng ta bị âm hoặc bị lỗ đi. Thì khi các anh chị thấy khi chúng ta đang đổi từ Việt Nam đồng sang Sing như vậy thì các anh chị đang giao dịch ngoại hối rồi. Và hầu hết tất cả những cái giao dịch ngoại hối các anh chị thấy đều có ở hầu hết tất cả mọi nơi, có những cái trung tâm chúng ta có thể giao dịch, chúng ta đổi tiền, hoặc là khi các anh chị tới những cửa khẩu quốc tế thì khi các anh chị vừa làm thủ tục xuất nhập cảnh thì các anh chị sẽ thấy có những cái quầy họ có thể họ đổi những cái ngoại tệ khác. Nên các anh chị thấy ngoại hối hầu như nó có ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Và một trong những câu hỏi mà FOMO được nghe nhiều nhất từ rất là nhiều người bạn là hỏi rằng thị trường ngoại hối nó như vậy thì khi lúc nào nó không còn nữa, hoặc khi chúng ta nói một cách nó vui là khi nào thị trường ngoại hối nó sập, thì FOMO hay trả lời rằng là khi nào tất cả những nước trên thế giới chúng ta không còn dùng tiền nữa, đúng không ạ? Khi chúng ta không dùng với nhau những cái tiền, đơn vị là tiền nữa thì thị trường ngoại hối nó không còn, đúng không ạ? Và điều này thì các anh chị thấy cả hàng trăm năm nay thì tất cả chúng ta thấy hầu như các quốc gia đều sử dụng tiền của mình và vẫn giữ ổn định cái đồng tiền của nước mình để làm sao nó không ảnh hưởng đến nền kinh tế của chính họ. Cũng giống như Mỹ, cũng giống như Pháp, Đức, Thụy Sĩ, tất cả những quốc gia đó họ đều giữ vững cái đồng ngoại tệ của mình để nó có thể có một cái giá, một cái ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Và chứ thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta tóm tắt lại Forex là gì. Ở đây có một cái hình, các anh chị thấy nó có là một cái hình tròn có chữ Forex và nó có 6 cái ô. Thì các anh chị có thể thấy ở đây chúng ta sẽ đi sâu về cái hình này trong cái mục tóm tắt này để các anh chị có thể hiểu rõ hơn Forex là gì. Forex hoặc là nhiều nơi viết tắt là FX, nó viết tắt có chữ Foreign Exchange, có nghĩa là kinh doanh các loại tiền tệ của các quốc gia khác nhau với nhau. Forex là một trong những thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu dành cho kinh doanh các loại tiền tệ khác nhau. Nó hỗ trợ thương mại quốc tế và đầu tư thông qua các giao dịch ngoại hối. Trong năm 2016, khối lượng Forex hay là FX hàng ngày nó giao dịch trên 5.300 tỷ đô. Đây là con số thống kê dựa từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS. Vậy thì thị trường Forex nó giao dịch cái gì và sử dụng hàng hóa như thế nào? Câu trả lời chính xác, FOMO xin nhắc lại một lần nữa, câu trả lời chính xác đó vẫn là tiền.
Giao dịch forex ngoại hối giống như là hoạt động mua bán lượng tiền này và chúng ta bán lượng tiền này bán lượng tiền khác diễn ra cùng lúc cùng thời điểm trên cùng một nơi. Tiền được giao dịch thông qua môi giới hoặc giao dịch trực tiếp theo từng cặp, ví dụ như là đồng bảng Anh trên đô hoặc là đồng đô trên đồng Mỹ Nhật. Các anh chị thấy có rất là nhiều cặp tiền chính và thứ chính trên thị trường, nhưng hầu hết nó có khoảng 8 đến 10 cặp thì cặp tiền forex nó có giá trị mạnh, đó gọi là cặp tiền chính trên thị trường forex. Có rất nhiều nhà đầu tư hoặc là nhiều nhà chơi khác nhau tại thị trường ngoại hối. Một số người giao dịch tạo lợi nhuận, những người khác thì họ giao dịch để phòng ngừa rủi ro của họ, và những người khác đơn giản hơn là chỉ cần ngoại tệ để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ của mình. Một số người giao dịch tạo lợi nhuận có nghĩa là một số nhà đầu tư họ giao dịch trên thị trường về forex, họ sẽ tìm những cái thị trường giống như là những cặp tiền, những cái hàng hóa hoặc là những cái đồng mà hóa điện tử để họ có thể giao dịch theo những cái tín hiệu tốt, những cái thị trường tốt giống như thị trường biến động nhiều cá như vậy để họ có lợi nhuận cho họ chính từ thị trường đó. Đó là một dạng nhà đầu tư. Một dạng khác là họ giao dịch để phòng ngừa rủi ro cho họ. Các anh chị thấy ngay cả bản thân tại rất là nhiều người tại Việt Nam, họ thường trữ các anh chị thấy họ thường trữ tiền Việt Nam đồng hay là tiền đô ạ? Hầu hết khi Phong mua hỏi câu hỏi này thì hầu hết họ đều trả lời là họ thích trữ cái đồng ngoại tệ hơn, hoặc là họ trữ cái đồng tiền đô nhiều hơn, là vì họ họ tránh cái sự trượt giá, họ muốn để phòng ngừa rủi ro của họ. Và khi giao dịch như vậy thì họ sẽ có lợi nhuận từ giao dịch đô, họ sẽ có lợi nhuận từ từ đô. Nên đây cũng là một cách để phòng ngừa rủi ro. Và khi chúng ta giao dịch như vậy, chúng ta có nhiều lợi nhuận như vậy, chúng ta có thể rút ra một phần chúng ta tích trữ vào những cái tài khoản chúng ta để chúng ta có thể ổn định đó, giống như là một cái ngân hàng thu nhỏ để chúng ta có thể có một sự đảm bảo và rủi ro. Hoặc là một dạng nhà đầu tư khác, họ chỉ có giao dịch giống như là họ dùng để họ mua bán hàng hóa trên thị trường quốc tế. Cũng giống như khi các anh chị mua một món hàng từ eBay, từ Amazon. Ví dụ như các anh chị đặt một cái điện thoại iPhone Smart từ Amazon thì các anh chị thấy hầu hết trên đó giá là giá USD, đúng không ạ? Thì các anh chị khi chúng ta đặt hàng như vậy, các anh chị phải thanh toán, thanh khoản bằng giá USD. Thì hầu hết khi các anh chị dùng thẻ Visa Master của mình thì nó sẽ tự động nó chuyển đổi từ Việt Nam đồng sang cái giá trị đô tương ứng trên thị trường lúc đó, để các anh chị có thể đặt được thành công một cái điện thoại Smart, iPhone Smart, và họ ship từ nước ngoài về chúng ta. Đây là một cái ví dụ đơn giản và cụ thể để cho anh chị thấy là họ thanh toán hàng hóa và họ mua những hàng hóa dịch vụ như thế nào. Những thành phần tham gia chính của giao dịch là các ngân hàng thương mại. Đó là lý do tại sao báo giá tiền tệ được thiết lập tại các thị trường liên ngân hàng. Ngoài các ngân hàng thương mại lớn, các ngân hàng trung ương và các công ty đa quốc gia, cũng có nhiều nhà đầu tư tìm kiếm rủi ro của những người luôn sẵn sàng để tham gia đầu cơ các loại khác nhau. Trong số đó, các nhà đầu tư điển hình như là nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người kinh doanh cơ sở hàng ngày, hàng tuần, để có hỏi họ có thể tìm lấy những cái cơ hội để kiếm được nhiều tiền. Các anh chị nhìn lại cái hình bên trái anh chị ạ, nó có trên thị trường forex hầu hết thì sẽ có những cái tổ chức, những trader là gọi là những nhà đầu tư, những cái hiệp hội ký quỹ, những cái công ty cổ phần, những cái ngân hàng trung tâm, những cái ngân hàng liên thông với nhau, thì hầu hết họ đều giao dịch về ngoại hối. Và các chị thấy sáu cái mảng nhà đầu tư với thị trường ngoại hối như vậy, thì các anh chị thấy hầu hết là tất cả những hoạt động trong đời sống hàng ngày chúng ta đều liên quan đến thị trường forex và ngoại hối. Vậy nhà đầu tư giao dịch forex như thế nào? Đa số nhà đầu tư họ sẽ xem xét phân tích kỹ lưỡng các tin tức kinh tế và chính trị. Các anh chị thấy khi giống như là ông Donald Trump, khi hôm nay ông phát biểu một cái vấn đề liên quan tới thất nghiệp, thì các anh chị thấy nó có thể ảnh hưởng tốt hoặc xấu. Có nghĩa là nếu như cái tin đó là tin tốt thì có thể là ảnh hưởng tới cái tỷ lệ thất nghiệp gì đó của bên Mỹ, và nó sẽ ảnh hưởng tới những nền kinh tế khác của bên Mỹ.
và giá cả hàng hóa có thể nó tốt hơn, nó tăng nhiều hơn, nó có nhiều lợi nhuận hơn, hoặc là ngược lại, nó có thể có những tin xấu, hoặc là khi Mỹ trên những cái đấu trường khác như là Mỹ đối với Iraq, Mỹ trừng phạt Iraq, Trung Quốc gì đó, nó đều ảnh hưởng tới tất cả những cái đồng giao dịch như là đồng đô, đô Mỹ, đồng đồng Trung Quốc, tiền Trung Quốc, thì các anh chị thấy nó có đều có những cái sự biến động khi nền kinh tế, khi những thủ tướng này họ, những người có địa vị như vậy họ ra một cái quyết định nào đó đều có ảnh hưởng tới tất cả thị trường. Và họ, những nhà đầu tư họ sẽ xem xét những tin tức kinh tế này, họ sẽ thống kê và họ sẽ tổng hợp những tin tức để chúng ta có một, để họ, chính bản thân họ có những cái hướng đầu tư tốt hơn trong cái tài khoản của chính mình. Hoặc là những người khác họ dựa vào các chỉ số kỹ thuật và không chú ý đến những cái gì xảy ra trong thế giới tài chính. Đây là cũng là một nhóm rất đông, FOMO thấy thì hầu hết họ là những cái nhà giao dịch, họ còn gọi là những trader, trader mới hoặc là trader trader chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, họ đều tự tin vào những cái kiến thức về thị trường của họ, về những cái kiến thức họ học được, họ đọc được tín hiệu từ thị trường, họ đọc được tín hiệu từ biểu đồ, họ nhận định được xu hướng tăng giảm theo những cái kiến thức, những cái quy luật họ đã học, và họ phán đoán ra rằng trong thị trường này nó sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu phần trăm và tăng giảm bao lâu, thì họ sẽ quyết định là chúng ta, bản thân họ sẽ đầu tư như thế nào đối với tài khoản của họ, và họ không quan tâm gì với những cái tin tức biến động trên thị trường thế giới. Và chính bạn, chính bản thân bạn cũng vậy, bạn có thể trở thành một nhà đầu tư và tham gia lớp học dành cho người đầu tư kinh doanh về Forex, về tiền tệ. Thì sau Tết Nguyên Đán này, bản thân FOMO cũng như tất cả những anh em Ngũ Hội Tướng khác sẽ có những chương trình đào tạo chuyên sâu về Forex, ngoại hối, về những kiến thức giao dịch, về những cái chương trình thực hành tại lớp, để các anh chị có thể có những cái kiến thức đúng, chuẩn trên thị trường Forex, có những cái thực nghiệm, trải nghiệm trên thị trường, có những cái va chạm đối với tài khoản của mình trên thị trường, để các anh chị hiểu về cái lĩnh vực đầu tư này nhiều hơn, và làm sao để các anh chị biến nó, những cái kiến thức này thành một cái vũ khí lợi hại nhất cho bản thân mình, để các anh chị khi chúng ta tham gia vào thị trường đầu tư, chúng ta đều có những cái lợi nhuận tốt, và chúng ta sẽ biết được là lúc nào chúng ta sẽ tham gia và lúc nào thì chúng ta ngưng, chúng ta không tham gia, và tham gia như thế nào, quản lý vốn như thế nào, đúng không ạ? Thì trong sau Tết Nguyên Đán thì FOMO cũng như tất cả những anh em Ngũ Hội Tướng khác sẽ gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những cái chuỗi đào tạo đặc biệt liên tục, và đặc biệt sẽ có những cái chuyên gia từ nước ngoài, FOMO cũng như một số anh em khác, họ sẽ mời những cái chuyên gia từ nước ngoài để họ có thể chia sẻ những cái kiến thức từ quốc tế, những cái kinh nghiệm bản thân của họ trên thị trường Forex, trên thị trường đầu tư, để giúp cho tất cả các anh chị chúng ta có thể có lợi nhuận nó ổn định hơn, nó có nhiều kiến thức hơn. Và khi chúng ta nói về đầu tư thì chúng ta sẽ biến cái kiến thức thành cái vũ khí lợi hại nhất, đúng không ạ? Một điều nữa đó, thị trường ngoại hối cũng được phân cấp, hay nói cách khác là nó không có một cái vị trí địa lý cụ thể nơi mà các nhà đầu tư có thể kinh doanh cái loại tiền tệ. Các nhà đầu tư ngoại hối thì họ chỉ đơn giản là chỉ sử dụng một cái công cụ có thể giao dịch trực tuyến, có như là mạng internet, iPhone, iPad, điện thoại hoặc là laptop, để họ có thể kiểm tra tỷ giá các cặp tiền từ các dealer khác nhau và các trung tâm tài chính khắp thế giới như London, New York, Tokyo, Hồng Kông, Singapore. Đây là những cái trung tâm có vai trò là giao dịch liên kết giữa các loại hình mua bán khác nhau của các nhà đầu tư, và các anh chị chỉ cần một cái công cụ như vậy, bất kỳ ở một nơi nào có kết nối 3G, 4G hoặc là internet, wifi, các anh chị có thể tự cho phép bản thân mình, chúng ta có thể kết nối với thị trường đầu tư tuyệt vời nhất hành tinh này, để chúng ta có thể kiểm tra những cái thông tin, chúng ta có thể check giá, chúng ta có thể quyết định là bản thân chúng ta có thể tham gia thị trường vào ngay thời điểm đó được hay không, hoặc là chúng ta tham gia vào thị trường nào tốt nhất để chúng ta có lợi nhuận nó ổn định nhiều hơn. Và để có quyền truy cập vào thị trường tiền tệ liên ngân hàng này thì bạn cần phải có một cái tài khoản thông qua một cái nhà môi giới, hoặc cần gọi là một cái nhà IP. Thì các anh chị và các bạn có thể liên hệ những cái người đang hướng dẫn, đang hỗ trợ mình, để chúng ta có thể hiểu hơn làm cách nào chúng ta có thể có
tự tạo cho mình một cái tài khoản như vậy để chúng ta có thể thực tập một cách miễn phí đối với tài khoản trial demo. Các anh chị có thể học những cái kiến thức từ những cái kênh chia sẻ với cộng đồng, từ những kiến thức online, và khi đó thì các anh chị có thể quyết định mình dùng một số đầu tư rất là nhỏ, dùng lực đòn bẩy của thị trường Forex để chúng ta có thể tham gia vào thị trường nghìn tỷ tuyệt vời này. Đối với thị trường Forex thì nó cũng không giống như là thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản thì hầu hết các anh chị và các bạn thấy khi chúng ta muốn mua một cái dự án, chúng ta phải có ít nhất vài trăm triệu, đúng không ạ? Đến vài tỷ. Thế nhưng đối với thị trường Forex ngoại hối thì hầu hết chúng ta có thể tham gia đầu tư với một con số rất nhỏ hơn rất là nhiều lần. Và lực đòn bẩy của thị trường Forex có thể cho phép tất cả các nhà đầu tư, bất kể mọi ngành nghề nào, từ công nhân viên chức, từ nhà đầu tư, từ những chủ doanh nghiệp, từ những cái anh chị ngoại thương, những buôn bán nhỏ, những người lao động, hoặc là có thể là có những học sinh sinh viên họ học ngành ngân hàng, hoặc là học những lĩnh vực khác, họ thích lĩnh vực đầu tư và họ mà quyết định giao dịch với thị trường Forex này, thì họ đều có thể tham gia với thị trường Forex bằng cái tài khoản nó nhỏ hơn với lực đòn bẩy trên thị trường Forex. Vậy thì chúng ta đã đi qua với nhau là lý do làm sao tại thị trường Forex luôn là thị trường nó hot nhất trong năm 2019 này, và cũng như là hàng chục năm sau, thị trường Forex nó vẫn hot. Và thị trường Forex là gì? Thì chúng ta đã đi qua những hai cái thông tin chúng ta chia sẻ với nhau. Vậy thì làm thế nào để chúng ta giao dịch được trên thị trường Forex? Chúng ta giao dịch trên thị trường Forex như thế nào để chúng ta có thể có lợi nhuận nhiều hơn, có những cái lựa chọn tốt hơn, phân tích thị trường chuẩn hơn? Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ tiếp với nhau một số kiến thức cơ bản về chúng ta chọn thị trường, chúng ta giao dịch Forex như thế nào. Thì cái phần đầu tiên Phong muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn, hầu hết tất cả nhà đầu tư khi họ tham gia với thị trường Forex, đa số họ thường học từ người khác. Có nghĩa là bạn đang có phương pháp giao dịch như thế nào, hoặc là anh đang giao dịch theo phương pháp gì, có thể chia sẻ lại với tôi. Nhưng hầu hết thì họ đang học cái phương pháp của người khác, kinh nghiệm của người khác, nhưng họ lại không hiểu được làm sao thì cái bạn đó hoặc cái anh chị đó họ đang dùng cái phương pháp giao dịch đó, chứ không phải là một phương pháp giao dịch khác. Có nghĩa là họ hiểu, họ biết cái phương pháp giao dịch của người A, người B, người C, nhưng thực sự họ chưa có hiểu là tại sao người A, người B, người C lại thích sử dụng cái phương pháp này. Phân tích kỹ thuật thì một trong những cái phần phân tích kỹ thuật nó nói về trend hay còn gọi là xu hướng. Khi nói về xu hướng thì trong Forex nó có những xu hướng tăng và những cái xu hướng giảm, và xu hướng này có thể nó kéo dài một cái đoạn thời gian liên tục nhau. Ví dụ như các anh chị thấy giá đồng đô ở một thời điểm nào đó nó có thể bắt đầu ví dụ như từ 23 và đó là nó tăng lên 23.1.2.3, có thể lên tới 24 hoặc là hơn 24 chấm, đúng không ạ? Tăng liên tục trong một khoảng như vậy, và sau đó có thể nó giảm một chút và tiếp tục tăng. Thì đây là một trong những cái xu hướng gọi là xu hướng tăng, gọi là trend buy. Hoặc là ngược lại, các anh chị thấy có thể có những xu hướng nó giảm liên tục. Các anh chị thường hay nói là nó kéo trend, nghĩa là bắt đầu xu hướng nó hình thành rõ hơn là về buy, xu hướng buy là tăng giá, hoặc là xu hướng sell nó giảm giá. Thì đây là những cái thuật ngữ mà các anh chị cần hiểu. Nó trend trong Forex nó nói về xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Phân tích kỹ thuật thứ hai là về bar và candle. Bar thì nó là một cái dạng biểu đồ hình chart ở trên thị trường Forex. Thế nhưng đối với dạng biểu đồ này thì hầu hết những nhà đầu tư mới thì họ sẽ hơi khó nhìn, tại vì nó rất là đơn giản. Thế nhưng một trong những cái biểu đồ mà nhiều người sử dụng nhất đó là biểu đồ về candle, có nghĩa là biểu đồ về nến. Các anh chị thích nhìn tín hiệu về nến, về giá, và nó cũng giống như là biểu đồ bar, thì biểu đồ candle nó dễ hơn, nó quen nhìn hơn và được nhiều người trên thế giới họ sử dụng hơn.
Một cái phần nữa trong phân tích kỹ thuật đó là về indicator, có nghĩa là về dự báo, các anh chị dùng những cái công cụ, những cái tool hoặc là những cái kiến thức các anh chị đã học, đã có những va chạm của anh chị trên thị trường, các anh chị phân tích nó bằng những cái kiến thức của mình. Các anh chị tự, giống như mình, chính bản thân mình là một cái indicator, các anh chị dự báo là xu hướng trong thời gian tiếp tới nó sẽ tăng hoặc giảm, hoặc là nó giảm như thế này, hoặc là nó sẽ tăng bao lâu. Và những cái phần này thì các anh chị có thể thấy trong những cái đoạn video clip chia sẻ của FOMO trên YouTube, nó có những cái đoạn video FOMO giao dịch liên tục trong những phiên liên tục nhau với những lệnh tiếp nối nhau, thì mình FOMO đọc được những cái tín hiệu từ thị trường, phân tích được nó và quyết định là chúng ta đầu tư liên tục như vậy. Và những kiến thức này thì FOMO sẽ cùng với những anh em ngũ hồi tưởng khác sẽ chia sẻ và cập nhật lại với tất cả những các anh chị và các bạn chúng ta yêu thích đầu tư, yêu thích về Forex trong những cái chương trình đào tạo sau Tết Nguyên Đán. Thì FOMO sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn những kiến thức này để các chị chúng ta cùng nhau học, cùng nhau hiểu, cùng nhau thực tập với nhau để chúng ta hiểu hơn về thị trường Forex, đúng không ạ? Chúng ta nói về sâu hơn về trend và xu hướng. Các anh chị thấy đây là một cái dạng biểu đồ các anh chị. Nó có một xu hướng tăng và một xu hướng giảm. Các anh chị thấy khi giống như FOMO chia sẻ vừa rồi lúc nãy, các anh chị thấy trong một giai đoạn nào đó liên tục giá của một cặp tiền hoặc là một cái hàng hóa, một cái đồng điện tử, đồng mã hóa, nó liên tục nó giảm liên tục và đến một mức độ nào đó nó gọi là một cái điểm cân bằng hoặc là một cái điểm hồi của thị trường, thì lúc này là xu hướng bắt đầu chuyển hướng và đi tăng lên lại. Đối với bản thân FOMO cũng như những trader khác thì họ thường thích, nhiều người họ sẽ thích nhất là cái điểm là khi điểm thị trường bắt đầu hồi, họ sẽ vào lệnh ngay điểm đó. Thế nhưng khi các anh chị có những kinh nghiệm va chạm hơn với thị trường chứng khoán, thị trường Forex, thì các anh chị có thể giao dịch bất kỳ cái giai đoạn nào của thị trường. Các anh chị có thể chọn chúng ta khi chúng ta thấy xu hướng bắt đầu giảm, anh chị có thể vào lệnh sell, các anh chị theo thị trường, hoặc là khi nó bắt đầu nó chuyển hướng lệnh buy, các anh chị có thể bắt đầu ngưng cái lệnh sell đó và chuyển sang lệnh buy và có thể tiếp tục theo xu hướng buy. Thì đây là những cái mà các anh chị cần phải có những kiến thức, các anh chị hiểu, các anh chị phân tích nó, và chúng ta sẽ trao đổi với nhau nhiều hơn trong những cái chương trình đào tạo chia sẻ của FOMO. Thì lúc này chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, chúng ta sẽ có thị trường live thật, nó chạy thực tế với nhau, chúng ta phân tích trên tất cả những cái gì thực tế nhất, đúng không ạ? Về bar và candle thì đây là cái dạng biểu đồ bar, giống như là FOMO đã chia sẻ với các anh chị và các bạn lúc nãy. Đây là cái cặp euro và USD, đây là cái chart theo ngày. Các anh chị thấy cái tín hiệu như vậy thì nó khó nhìn, đúng không ạ? Nó khó nhìn đối với rất nhiều bạn khi các anh chị quen nhìn cái biểu đồ bên phải là biểu đồ về nến, đúng không ạ? Các anh chị thấy đối với một cái biểu đồ cũng như vậy, và khi chúng ta đổi sang tín hiệu nến thì các anh chị sẽ nhìn nó bắt đầu quen hơn, dễ hơn, và các anh chị bắt đầu yêu những tín hiệu này nhiều hơn, yêu nến hơn, yêu tín hiệu live nhiều hơn. Và mỗi một tín hiệu nó sẽ có một số cái nó nói với mình một cái điều gì đó. Thí dụ như nến ma xanh, nến ma đỏ, bắt đầu hai nến, ba nến, một nến, nó nói gì, hai nến nói gì, ba nến nói gì, đúng không ạ? Nến bin ba, nến doji, hoặc là tất cả những tín hiệu chuỗi này nó sẽ thông báo chúng ta một điều gì đó về thị trường chuẩn bị xảy ra. Và khi các anh chị đọc được những tín hiệu này thì các anh chị sẽ quyết định cho bản thân mình là thị trường tới là chúng ta có nên giao dịch tiếp hay không, và thị trường này nó có đẹp đối với bản thân chúng ta hay không, đúng không ạ? Về indicator thì có rất rất nhiều công cụ về indicator trên thị trường. Thế nhưng khi các anh chị thấy một số nhà đầu tư họ sử dụng rất là nhiều cái công cụ, anh chị thấy đây họ mở cũng hơi nhiều indicator, đúng không ạ? Nhìn vào thì nó thực sự nó như một cái đám rừng. Nhiều nhà đầu tư khác họ mở những cái biểu đồ như vậy. Các anh chị thấy những cái chỉ báo, những cái xu hướng như vậy thì hầu như nó rất là rối cho một nhà đầu tư mới bắt đầu. Họ sẽ cần rất nhiều thời gian và kiến thức để họ học, họ có thể đọc được tín hiệu này, đọc được những chỉ báo này nó đang nói với chúng ta điều gì. Thế nhưng khi đến một lúc mà các anh chị hiểu tất cả những kiến thức này thì các anh chị lại trở về cái biểu đồ bên phải, biểu đồ nến. Đó là một cái biểu đồ đơn giản nhất, biểu đồ chân vương nhất, cũng giống như tất cả những màn hình
tài khoản các chị giao dịch hiện tại thì nó đang là một cái màn hình mà theo Phạm Mô nói gọi là nó hiển thị những thông tin tuyệt vời nhất, đẹp nhất, chân phương nhất để các anh chị không bị rối, và làm sao để chúng ta có thể kết hợp từ những tín hiệu, từ những cái indicator nó trên cái biểu đồ tuyệt vời, chân phương nhất này để anh chị có thể phân tích được thị trường, quyết định cho bản thân mình đầu tư hay không nên đầu tư. Thì chúng ta sẽ gặp nhau sau những chương trình đào tạo sau Tết Nguyên Đán anh chị nha. À, một phần tiếp theo nó ảnh hưởng cũng rất rất nhiều đối với một kết quả, một cái tài khoản của một nhà đầu tư, nó còn gọi là tâm lý giao dịch. À, đây là một trong những cái mà FOMO thấy của hầu hết tất cả các trader, họ đi từ cơ bản nhất, từ những người mới bắt đầu, họ trở thành những nhà trader chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, rồi trở thành chuyên nghiệp và trở thành những cao thủ sát thủ, thì hầu hết họ đều đi qua những cái giai đoạn tâm lý này. Thì các anh chị có thể bắt đầu cùng với FOMO chúng ta đi, chúng ta thấy nó có một cái đoạn zig zag đúng không ạ? Đó là đường lai thị trường khi giá thị trường lên xuống liên tục như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu theo tâm lý của một nhà trader rồi nha các chị ha. Khi giá bắt đầu tăng thì họ bản thân họ nói giá này khá tốt, tôi sẽ tiếp tục quan sát thị trường để xem nó có tăng hay là nó giảm rồi chúng ta sẽ quyết định. Và khi giá bắt đầu tăng lên nữa tín hiệu tốt đây, tôi sẽ mua, tại vì nó lên cao rồi, nếu nó mua để nếu mà nó giá nó giảm xíu nữa. Và đây khi lúc này thị trường nó bắt đầu nó giảm giá xuống, họ nói ok, giá đang lên nè, bắt đầu giảm rồi, tôi sẽ mua nó, nhưng mà nếu nó giảm xíu nữa tôi sẽ mua. Và bắt đầu đó nó giảm và nó tăng lên lại các anh chị, nó tăng hơn cái mức hồi nãy, thì họ lại nói trời ơi, tôi vừa bỏ lỡ một cái mức giá quá tốt rồi, bây giờ phải mua ngay lập tức. Là họ quyết định là họ vào một lệnh buy, họ mua ngay cái giá đó và tiếp tục thị trường tăng giá các anh chị. Họ đâu nói bản thân mình may quá, quyết định của tôi là hoàn toàn đúng. Rất là vui các anh chị ha, vì chúng ta mua chúng ta có lợi nhuận. Và họ để và họ không biết là nên chốt lợi nhuận lúc nào. Lúc này thị trường bắt đầu có xu hướng đào giá mạnh, bắt đầu nó ao xuống hơi mạnh. Và khi nó ao xuống cái mức họ đầu tư, họ nói tôi sẽ tiếp tục mua để trung bình giá mua thấp. Bắt đầu nó giảm nữa các anh chị, cái nó sẽ tự trấn an các bạn thân mình. Chắc thị trường đang điều chỉnh mà, thế nào nó cũng tăng lại thôi. Và họ cố gắng họ đợi các anh chị. Và thị trường nó ao nữa, xuống cực mạnh nữa, họ và lại tự trấn an bản thân mình các anh chị. Tôi không tin là giá sẽ rớt nữa, không thể nào rớt nữa đâu, chắc chắn. Nhưng lúc này thì giá nó rớt rất mạnh nữa. Và họ nói mình, nếu mình bán ở đây lỗ quá, chẳng khác nào mình là một cái thằng ngu. Thế nhưng nó ao nữa các anh chị. Họ quyết định thôi, cắt lỗ thôi, chứ hay là đợi, ráng đợi thêm chút xíu nữa rồi cắt, rồi lại tiếp tục đợi các anh chị. Trường ao tiếp. Họ lại nói thôi bán gấp thôi, chứ nếu không là không còn vốn, không còn tài khoản và sẽ không bao giờ trade nữa. Và họ cố gắng, họ nói thì thôi các anh chị, hầu hết thì họ lại đợi thêm chút xíu, tại vì họ tiếc với cái tài khoản, với những cái số tiền âm đó của họ, họ tiếc. Và khi họ cố gắng đợi đi như vậy thì bắt đầu có một cái tín hiệu tốt từ thị trường các anh chị. Thị trường bắt đầu hồi, bắt đầu chuyển hướng mà giá bắt đầu nó tăng. Cái lúc này thì trước đó một giai đoạn thì nó ao xuống thì họ nói hên quá, vừa mới bán xong, không là cũng căng lắm rồi đó. Và lúc này khi họ vừa bán hết các anh chị, vừa bán hết thì không còn gì trơn, họ chỉ còn một cái số âm rất là nhiều, họ chỉ giữ lại một số tài khoản rất ít. Và khi lúc này đó, ngay lúc mà điểm họ bắt đầu bán, thị trường bắt đầu tăng giá lại. Họ thấy tiếc các anh chị, tiếc nuối với những gì nó đang vừa xảy ra. Họ tự trấn an mình, không sao đâu, thế nào nó cũng rớt nữa à. Tại vì cái tâm lý của người mà vừa bị ao, vừa cắt như vậy anh chị. Và lúc này thị trường ao tiếp anh chị, tiếp tục. Cái họ lại ok, biết ngay mà, chạy thầy là núi đè, nha mấy cái thằng ngu. Nhưng lúc này thị trường bắt đầu tăng. Họ lại, ủa sao nó tăng vậy ta? Thị trường lại tiếp tục tăng. Và nó nói, ủa chắc là tín hiệu giả thôi, nó lại ao bây giờ mà, chứ bữa giờ nó ao nhiều lắm rồi. Và nó tăng nữa, lại bắt đầu những cái tâm lý tức tối tiết gây ra. Có những cái câu tiếng nước ngoài, tiếng Đan Mạch bắt đầu thốt ra. Đờ mờ, nó tăng thật.
và họ quyết định họ mua. À, họ nói là thấy nó tăng giá như vậy họ quyết định họ mua, nó chết cha rồi, mua gấp thôi chứ giá này nó còn rẻ hơn cái giá đợt trước và hy vọng họ tăng giá như vậy, đúng không ạ? Đây là một cái chu trình tâm lý mà của hầu hết tất cả các trader họ đều đi qua các anh chị. Thế nhưng đối với cái xu hướng mà version 2 các anh chị nhà đầu tư chúng ta đang tham gia, đang trải nghiệm, thì các chị thấy theo bản thân Thomas thấy nó là một cái xu hướng tuyệt vời các anh chị. Nó cho phép nhà đầu tư chúng ta thấy được những cái gì đó chân thật nhất, những cái gì đó bản chất thật nhất, bản chất live nhất của thị trường, bằng cách nó cho chúng ta thấy trên thị trường thực tế, thị trường biến động từng giây, đúng mà, thị trường có những phiên cực kỳ ngắn, từng phút với nhau, và cứ hết một phiên các anh chị có thể quyết định là chúng ta có nên giao dịch tiếp ở phiên kế tiếp theo hay không, hoặc là chúng ta nên đợi, đúng không ạ? Cũng không giống như là những cái xu hướng đầu tư cũ, khi tài khoản chúng ta bị treo liên tục, các anh chị thấy hầu hết tất cả trader đều đi theo một cái quy trình tâm lý như là cái hình chúng ta vừa chia sẻ với nhau. Họ cố gắng họ đợi, họ cố gắng họ tiếc nuối, tại vì họ không hiểu về thị trường, họ không biết thị trường đang nói với chúng ta điều gì, họ không biết làm gì với tài khoản của chính mình, nên họ cứ tiếc nuối nó và nó mất đi rất là nhiều. Nhưng đối với xu hướng version 2 các anh chị đang đầu tư, thì các anh chị thấy vừng những cái phiên liên tục như vậy, thì khi hết phiên các anh chị đã tự out khỏi thị trường ngay lúc đó rồi. Nếu như các anh chị thấy thị trường đang có xu hướng trend buy hoặc trend sell, hoặc thị trường sideways, hoặc thị trường biến động như thế nào đó, thì chính bản thân mình sẽ quyết định là chúng ta có nên đầu tư nó hay không, hoặc là chúng ta ngưng, chúng ta đợi thị trường nó bình ổn hơn, nó đỡ giằng co hơn, nó đỡ biến động hơn, đúng không ạ? Thì rõ ràng với cái xu hướng và song hai này thì đây là một cái điều tuyệt vời cho tất cả các anh chị và các bạn khi các anh chị các bạn đang đầu tư tham gia với một cái xu hướng mà hot nhất kỷ nguyên, hot nhất năm 2019, và FOMO tin rằng nó sẽ có hot nhất thêm khoảng 20-30 năm nữa. Đây là cái nhận định cá nhân của FOMO. Xin chúc mừng tất cả các chị nhà đầu tư chúng ta đang cùng đồng hành với nhau. Về cái tâm lý giao dịch thì cái một cái thuật ngữ các anh chị đó là boss hog, nó gọi là phân tích hậu kiểm. Boss hog nó viết tắt của cái từ boss hog ego propter hog, có nghĩa là sự kiện thứ hai theo sau sự kiện thứ nhất. Đây là một cái cụm từ Latin, nó ý nghĩa của nó là nếu là B theo sau A thì do đó chắc A phải gây ra B. Đây là một trong những cái mà khi chúng ta có thời gian chúng ta chia sẻ với nhau nhiều hơn trong những buổi đào tạo FOMO, thì các anh chị sẽ hiểu được những cái cách sử dụng boss hog này. Các anh chị có thể phân tích được thị trường là tại sao thị trường nó đang có tín hiệu B thì trước đó nó phải có cái tín hiệu A gì đó, đúng không ạ? Và khi có tín hiệu này chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một cái tín hiệu nào trước đó nó sẽ xảy ra như vậy. Giống như một cái chuỗi hiệu ứng domino các anh chị, chắc chắn là khi hiệu ứng domino xảy ra, trước đó phải có một cái gì đó nó làm tác động một cái thanh domino nào đó, nó ngã, bắt đầu nó sẽ có hiệu ứng domino. Và khi các anh chị hiểu hơn về những cái công cụ, những cái kiến thức này, thì các anh chị có thể phân tích được nhịp thị trường này nó có tốt đối với bản thân mình hay không. Một trong những cái tâm lý giao dịch mà hầu hết các trader họ chưa thành công các anh chị, đó là họ đặt ra mục tiêu không thực tế. Có nghĩa là họ đặt ra một cái kỳ vọng quá cao, trong khi họ là một cái người mới bước chân vào một lĩnh vực mới, họ chưa có va chạm nhiều, họ chưa có kiến thức nhiều. Các anh chị hãy tin tôi, sẽ rất mất nhiều thời gian và nhiều mất mát, và các anh chị phải hạ thấp cái tôi của mình lại thì các bạn mới có thể trở thành một trader kinh nghiệm với lợi nhuận ổn định được. Có nhiều việc cần làm để rút ngắn hoàn thiện quá trình bản thân, nhưng không thể có con đường tắt. Các anh chị phải đầu tư cho mình cái thời gian mỗi ngày vài tiếng đồng hồ tập dợt với tài khoản của mình, tài khoản live các anh chị, tại vì đây là nơi mà các anh chị có thể học được nhiều, đúng không ạ? Khi các anh chị quyết định đầu tư là thứ nhất các anh chị đang đầu tư thời gian của mình, công sức của mình, tài khoản live của mình, thì khi các anh chị đầu tư nghiêm túc, các anh chị sẽ học được rất nhiều thứ từ thị trường, đúng không ạ? Và khi với tài khoản live này thì nó sẽ cho phép các anh chị có nhiều kiến thức nhiều nhất. Và không phải ai sinh ra cũng được mang sẵn khả năng về trading. Tuy nhiên, mọi người trong số các bạn đều bẩm sinh một khả năng, đó là khả năng học hỏi.
khả năng rèn luyện, khả năng nhận thức được một cái năng lực tiềm ẩn để mình trở thành một trader thành công. Một cái tâm lý giao dịch tiếp theo đó là hầu hết các trader đều luôn muốn chứng tỏ là mình đúng, là tôi đúng, chứ không phải là làm ra tiền hoặc là có lợi nhuận hoặc là lụm tiền. Các anh chị, đó là lý do tại sao nhiều người thật khó khăn này, hạ thấp cái tôi. Họ khó thừa nhận cái sai lầm của họ trên cái kết quả đầu tư vừa rồi và tiếp tục lại phạm cái sai lầm đó, tại vì họ không nhận ra nó hoặc là họ không muốn nhận nó. Họ nói tôi đúng, tôi luôn đúng. Và trên thị trường Forex thì hầu hết các trader sẽ phát triển một cái cảm nhận riêng về một loại tiền này tệ nào đó, về một cặp tiền nào đó, về một phương pháp giao dịch nào đó, về một cái cặp hàng hóa nào đó. Và khi các anh chị yêu một cái thị trường như vậy, các anh chị tập dượt với nó, các anh chị nhìn nó mỗi ngày, mỗi phút, các anh chị giao dịch liên tục với nó mỗi phút, các anh chị sẽ cảm nhận được là thị trường nó sẽ nói với anh chị một điều gì đó. Đây là cái điều tuyệt vời mà nó chỉ dành cho tất cả những người nào cam kết với bản thân mình là chúng ta yêu thị trường, chúng ta tập dượt thường xuyên với thị trường, chúng ta nhìn nó, chúng ta dịch nó hàng ngày, chúng ta sẽ cảm nhận được thị trường. Cũng giống như khi các anh chị làm một điều gì đó, anh chị ra một quyết định, anh chị biết chắc chắn mình, chắc chắn với bản thân mình quyết định nó đúng. Thì ở với thị trường Forex cũng vậy. Thì khi chúng ta va chạm một thị trường nào đó thường xuyên, chúng ta sẽ cảm nhận về một cái cảm nhận, có một cái cảm nhận đặc biệt về một cái loại tiền tệ nào đó, một cái thị trường nào đó. Chỉ vấn đề là mọi kế hoạch liên quan tới những thị trường này, như khi các anh chị thấy mà mình chứng tỏ mình luôn đúng á, mà chúng ta liên tục vấp sai lầm mà chúng ta không thừa nhận bản thân chúng ta, thì chúng ta cứ liên tục bị cuốn vào nó và chúng ta sẽ có những cái rắc rối tiếp diễn nhau. Cũng giống như Rorschach hồi nãy các anh chị, khi B sinh ra là do A, vấn đề là do A, đúng không ạ? Tức là chúng ta sai lầm từ bước A mà chúng ta không thừa nhận và chúng ta cứ tiếp nối bước B rồi bắt đầu tiếp tục như vậy. Để trở thành một trader thành công và ổn định, bạn nên tìm kiếm những giao dịch tốt. Chấp nhận sự thật là bạn không thể kiểm soát hết từng kết quả giao dịch, đúng không ạ? Không một trader nào có thể cam kết 100% rằng tất cả mọi lệnh giao dịch của họ đều chính xác hoàn toàn. Thế nhưng họ biết học hỏi từ những thất bại đó. Họ biết biến những cái sai lầm của họ thành cái vũ khí lợi hại nhất. Họ học được từ nó và họ sẽ có những cái kết quả tốt hơn trong tương lai. Bằng việc học từ sai lầm thì chúng ta hoàn toàn có thể biết chúng ta tìm kiếm gì trong thói quen giao dịch của chúng ta và chúng ta nên tránh điều gì. Bằng cách đó, trước khi đụng đầu vào bức tường của thất bại, chúng ta đã biết làm thế nào để cải thiện bản thân mình, cải thiện hoàn thiện hành vi hơn, cải thiện suy nghĩ của mình. Luôn nhớ rằng thành công thị trường luôn đi kèm với câu là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, đúng không ạ? Đừng đi theo cái câu là ta không tin mày không ra. Đây là một cái tâm lý cực kỳ rất là nguy hiểm. Chúng ta nên yêu như mình chọn, yêu thực tế, yêu những cái mục tiêu của mình và thừa nhận những cái sai lầm trong giao dịch của mình để chúng ta có thể học hỏi từ nó và chúng ta thành công nhiều hơn, đúng không ạ? Và một cái tâm lý giao dịch, FOMO cũng thấy hầu hết tất cả các trader là họ không có yêu thích việc trading, có nghĩa là họ không thích giao dịch các anh chị. Cái điều này hoàn toàn là bất hợp lý, đúng không ạ? Các anh chị muốn chúng ta có nhiều lợi nhuận hơn, nhưng chúng ta không muốn giao dịch, đúng không ạ? Cũng giống như các anh chị đói bụng, các anh chị muốn có tiền, các anh chị không muốn làm, các anh chị đói bụng, các anh chị không muốn ăn, các anh chị không muốn nhai, các anh chị không muốn nuốt, đúng không ạ? Thì làm sao chúng ta có thể, chúng ta no được, chúng ta có thể có nhiều lợi nhuận hơn được, đúng không ạ? Và khi họ không thích việc trading, không thích việc trade, cái việc giao dịch các anh chị, thì họ sẽ không có cái niềm yêu thích với trò chơi. Có nghĩa là họ không thích cái giao dịch, họ không đam mê với nó, thì họ sẽ không có cái hòa nhịp với thị trường được. Họ sẽ không phân tích và nắm rõ thị trường. Rồi họ nói ôi hôm nay không được, hôm sau không được, họ không thích, họ chán rồi họ bỏ nó. Họ bỏ nó rồi họ thấy những trader khác, những nhà đầu tư khác, họ có kinh nghiệm các anh chị, họ chú tâm với bản thân mình nhiều hơn, họ nghiêm túc với bản thân mình nhiều hơn. Rồi họ lại có lợi nhuận, thì nó ủa sao những bạn kia lại có lợi nhuận, rồi họ tiếp tục họ trở lại, họ quay lại. Nhưng lúc này họ quay lại vì thôi thúc của đồng tiền, hoặc là buồn quá không biết làm gì, của những giây phút buồn tẻ trong cuộc đời,
là họ bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó xa lạ để họ bắt đầu và kết thúc ngày đó luôn các anh chị. Nên các anh chị thấy khi chúng ta muốn có kết quả tốt thì chúng ta phải trả cho chúng ta một cái giá, đúng không ạ? Để chúng ta học hỏi, chúng ta va chạm, chúng ta thực tế với nó. Các anh chị có thể chọn cho mình có lượng giao dịch nhỏ hoặc lớn tùy theo cái tài khoản của mình, nhưng đây là một cái số mà các anh chị có thể đầu tư chính bản thân mình để các anh chị có học hỏi được từ thị trường. Và khi các anh chị trả cho mình một cái mức giá đủ với bản thân mình, các anh chị sẽ có tất cả mọi thứ từ thị trường. Đây là một cái phần quà đặc biệt từ thị trường Forex, từ thị trường đầu tư dành cho tất cả những cái anh chị nghiêm túc với bản thân mình. Một cái sai lầm nữa trong tâm lý giao dịch các anh chị là hầu hết họ không lắng nghe thị trường. Họ không học những kỹ năng giao dịch cần thiết. Nếu như các anh chị không biết những kỹ năng, biết những cái tín hiệu thị trường báo, là các anh chị không có quan tâm đến những gì thị trường nói, không lắng nghe nó, đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ có rủi ro. Cũng giống như là khi các anh chị thấy một chiếc xe đang lao xuống dốc, đúng không ạ? Và chúng ta đang đứng ở lưng chừng dốc. Thì nếu như chúng ta thấy xe đang lao dốc như vậy và chúng ta đang ở lưng chừng dốc như vậy, thì điều gì nó sẽ tốt hơn? Các anh chị đứng cản đường chiếc xe đó, hay các anh chị leo lên chiếc xe đó, các anh chị cùng đi xuống dốc với nó, đúng không ạ? Thì rõ ràng khi anh chị thấy thị trường nó đang báo tín hiệu chúng ta là thị trường đang đổ dốc như vậy, thì các anh chị tốt hơn là chị leo lên xe, các anh chị đi chung nó sẽ an toàn hơn chứ, đúng không ạ? Chứ nếu chúng ta đứng cản đường xe, cản đường thị trường mà chúng ta không lắng nghe nó thì đó rất là nguy hiểm. Có thể chúng ta sẽ có những cái hậu quả nó không tốt. Và thị trường luôn có quy luật của nó, và khi bạn không theo thị trường, chúng chạm vào túi của bạn và những dòng tiền có thể tuôn ra. Về phân tích biểu đồ, cái phần tiếp theo, nó có trên thị trường thì hầu hết nó có rất là nhiều phương pháp, nhưng Pomo xin tóm tắt lại, nó có hai cái phương pháp cơ bản chính, đó là phương pháp về price, có nghĩa là giá nó đi liên tục thực tế với thời gian thực, hay còn gọi là giá nến, giá price, hoặc là history, lịch sử, đúng không ạ? Các anh chị có thể tự chọn cho mình một cái phương pháp về dịch nào đó liên quan đến cái giá hoặc là lịch sử để các anh chị có thể giao dịch một cách tốt nhất. Phương pháp nào cũng tốt, phương pháp nào cũng ổn, với một điều kiện các anh chị là các anh chị hãy hiểu nó, hiểu rõ về nó, chứ không nên biết về nó. Biết và hiểu nó khác nhau các anh chị. Khi các anh chị nói với một trái cam, thì các anh chị biết nó là trái cam, nhưng chỉ có những người hiểu, họ biết cái loại cam này ăn ngon hơn cái loại cam khác như thế nào, đúng không ạ? Đây là cái sự khác biệt rõ rệt nhất của hiểu và biết. Thì đối với nhà đầu tư cũng vậy, thì các anh chị có thể chọn cho mình một cái phương pháp giao dịch. Các anh chị có thể có nhiều phương pháp, nhưng các anh chị yêu nó, các anh chị hiểu sâu về nó sẽ tốt hơn cho tất cả các anh chị là nếu như các anh chị chỉ biết về nó không. Về chiến lược giao dịch thì tất cả mọi thị trường nó đều có những dạng thị trường cơ bản, như là thị trường sideways, thị trường theo trend, có nghĩa là đi trend buy hoặc trend sell, hoặc là một cái bí mật nữa trong chiến lược giao dịch mà nếu như các anh chị biết cái bí mật này, các anh chị có thể giảm rủi ro và trở thành một người luôn luôn có lợi nhuận tốt, luôn chiến thắng trên thị trường, đó là đúng, đủ, đều. Các anh chị phải cam kết với bản thân mình là mỗi ngày chúng ta làm đúng phương pháp như thế nào, chọn đúng thị trường như thế nào, giao dịch đủ chỉ tiêu như thế nào, đủ lợi nhuận như thế nào, và đều mỗi ngày như thế nào, thì đúng, đủ, đều nó sẽ giúp cho các anh chị có những cái lợi nhuận cụ thể để các anh chị có thể yêu thích về thị trường mạnh hơn và anh chị thành công hơn. Và một bí mật nữa là tài khoản các anh chị nên đạt từ 1-3% một ngày. Đây là một cái điều tuyệt vời. Khi các anh chị muốn có lợi nhuận cao, các anh chị sẽ đi chấp nhận đi kèm với rủi ro cao, đúng không ạ? Và cứ 1-3% mỗi ngày liên tục như vậy. Đây là một cái chiến lược cực kỳ đơn giản, dễ và có hiệu quả nhất, đơn giản nhất. Và một cái bí mật nữa, nó là gì ạ? Vâng, nó là vẫn là đúng, đủ, đều. Khi các anh chị làm một điều gì đó đúng, đủ, đều 1-3% mỗi ngày, cứ đúng, đủ, đều như vậy, thì tất cả các anh chị sẽ đều thành công trên thị trường về ngoại hối. Cũng giống như Bruce Lee, Lý Tử Long, một huyền thoại của thật, có từng nói một câu: tôi không sợ những kẻ biết 10.000 cựu đá khác nhau, tôi chỉ sợ những người luyện 10.000 lần một cú đá.
Đây là một cái câu nói cực kỳ nổi tiếng, một cái ví dụ rất là hay để các anh chị thấy khi chúng ta liên tục làm một cái gì đó mà chúng ta yêu thích trên thị trường đúng đủ đều như vậy, bằng những cái cảm nhận mà chúng ta sẽ có từ chính thị trường, khi chúng ta chấp nhận, chúng ta trả một cái mức giá để chúng ta luyện tập, chúng ta va chạm với thị trường, thì sẽ anh chị giống như là anh chị đang luyện một cú đá các anh chị, mà anh chị đang luyện 10 lần, 10.000 lần. Rồi đến một ngày các anh chị khi anh chị tung một cước nào gọi là từ đỉnh thần sầu luôn các anh chị, sát thủ. Đúng không ạ? Thì đây là những cái chia sẻ cơ bản của Thamo về thị trường ngoại hối là gì, về lý do làm sao các anh chị nên chọn thị trường ngoại hối, nó giúp cho tất cả anh chị những điều gì, và nó ít nhiều giúp được cho tất cả các anh chị chúng ta có những cái kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối nó là gì, để các anh chị có thể hiểu hơn, các anh chị có thể chia sẻ những kiến thức tuyệt vời này cho những cái nhà đầu tư của mình, những cái bạn, những ekip của mình, để các anh chị cùng nhau có những kiến thức khác. Trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo thì Phạm Mô sẽ chia sẻ với tất cả những anh chị những kiến thức nhiều hơn, sâu hơn về thị trường, cũng như những cái buổi đào tạo chuyên sâu của Phạm Mô, cũng như tất cả những anh em ngũ hữu tướng khác sẽ chia sẻ làm sao đó để cầm tay chỉ việc, giúp cho tất cả các anh chị chúng ta có cái kiến thức, các cái tầm nhìn xa hơn, rộng hơn về thị trường, để tất cả chúng ta đều thành công hơn. Ekip là số 1. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những cái buổi đào tạo chia sẻ của Phạm Mô, cũng như những anh em ngũ hữu tướng khác. Xin chào và hẹn gặp lại.